Xin chào bạn, lại là mình, Hải Thái Vàng đây. Và hôm nay mình rất vui khi có mặt tại đây để chia sẻ cho các bạn cũng như là giải đáp các thắc mắc của bạn về thị trường smartphone ở thời điểm hiện tại. Và trong video hôm nay, mình sẽ nói về một sản phẩm còn đang rất mới và đang rất được yêu chuộng ở thời điểm hiện tại, đó chính là iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus là một trong bộ ba iPhone mới nhất được Apple trình làm vào thời điểm cuối năm ngoái. Vậy nên không có gì quá khó hiểu khi mà giá bán của sản phẩm này đang ở mức rất cao. Cụ thể, tại các hệ thống lớn như FPT Shop hay là Thế Giới Di Động, giá của chiếc iPhone 8 Plus phiên bản 64GB đang là 23.990.000 đồng. Thậm chí phiên bản 256GB còn cao hơn rất nhiều. Đây thực sự là một khoản tiền rất lớn mà không phải ai cũng có thể chi trả cho một chiếc smartphone. Vậy đâu sẽ là giải pháp cho những người thích dùng iPhone 8 Plus nhưng không đủ tiền mua máy mới và cũng không sẵn sàng chi tiền để mua một chiếc máy cũ vì lo lắng vấn đề chất lượng? Đừng lo, vì mình đã có giải pháp cho các bạn đây. Hiện tại trên tay mình đây đang là chiếc iPhone 8 Plus mới trần, đã kích hoạt, vừa cập bến giữa ông Minh với giá rất rẻ. Cụ thể, sản phẩm này đã có giá chỉ 16.490.000. Máy mới nhưng rẻ như máy cũ, và quan trọng hơn, các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lên tới 10 triệu đồng thay vì mua tại các điểm bán hàng lớn như là FPT Shop hay là Thế Giới Động. Vậy thì chiếc iPhone 8 Plus trôi bảo hành này có đặc điểm gì và tại sao nó lại đáng mua? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, như đúng tên gọi của nó, đây là hàng mới 100%. Đái tiếp sẽ trôi hoặc hết bảo hành, máy chưa sử dụng, pin còn mới 100%, tất nhiên hiệu năng sẽ đang ở trạng thái tốt nhất. Tiếp theo, như đã nói bên trên, iPhone 8 Plus là máy mới, tuy nhiên có mức giá chỉ 16.490.000 đồng, giá rẻ như máy cũ. Và khi mua máy tại Diệu Minh, các bạn sẽ được tặng kèm phụ kiện bao gồm sạc cáp, được hưởng chế độ bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, các bạn cũng không cần quá lo lắng về vấn đề bảo hành máy tại Diệu Minh. Cụ thể, khi mua chiếc iPhone 8 Plus mới này thì các bạn sẽ được bảo hành máy lên tới 12 tháng. Thậm chí các bạn có thể nâng cấp gói bảo hành lên thành 18 tháng, bao gồm cả nguồn, màn hình, vân tay để thêm sự yên tâm trong quá trình sử dụng. Và như vậy, mình vừa mang tới cho các bạn một sản phẩm cực kỳ hot với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ có tại showroom của Diệu Thông Minh. Cá nhân mình đánh giá thì đây là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với các bạn nào đang cần tìm kiếm cho mình một chiếc iPhone 8 Plus mới, ngon bù rẻ thật sự. Hiện tại thì những chiếc 8 Plus mới trôi bảo hành này đang có sẵn tại các showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc. Các bạn quan tâm sản phẩm có thể tham khảo thêm tại website diệuthongminh.vn hoặc tới trực tiếp các showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc để được trải nghiệm trực tiếp. Và cuối cùng, vào ngày 21 tới đây, Diệu Thông Minh sẽ chính thức khai trương showroom thứ 16 tiếp theo tại địa chỉ 1176 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mình xin trân trọng kính mời tất cả các bạn cùng ghé thăm, trải nghiệm và mua hàng tại showroom mới để nhận được nhiều chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn cũng như là cơ hội mua iPhone 6 giá trị 1.990.000 đồng. Và đừng quên để lại cho mình những câu hỏi, những yêu cầu của các bạn về bất cứ sản phẩm nào mà các bạn đang quan tâm ngay dưới video này. Mình, Hải Tơ Vàng sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả câu hỏi đó. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau.